thôn Giang Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nằm ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển. Nơi đây có những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, với sản phẩm chè chất lượng, thơm ngon, không thua kém gì so với chè san tuyết ở suối Giang. Với giá trị văn hóa lịch sử và giá trị kinh tế cao, huyện Văn Chấn đang đặc biệt quan tâm phát triển các diện tích chè san tuyết. Diện tích hơn 1 hectare chè san tuyết cổ thụ có tuổi đời từ 200 đến 300 năm này là nguồn thu nhập chính của 4 thế hệ gia đình ông Giàng A Trang, dân tộc Mông, thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô. Mỗi năm, 3 vụ chè gia đình ông thu về gần 2 tấn chè búp tươi, với giá bán bình quân từ 20.000 đồng 1 kg chè búp tươi đã mang lại nguồn thu nhập 30 triệu đồng. Chè, cho nên xin là chăm sóc, cho mang lợi ích cho bà con ở về gia đình, về mỗi năm là thu từ hai đến ba vụ thì lúc mai mới về làm kinh tế cho gia đình và mua máy cày này, máy sắc này, vân vân, máy tốt lúa này. Tôi là cũng là chăm sóc về rau này, rau cộng này, rau bên thông quen này, chăm sóc cho nó con trâu, con bò là phát về cho gia đình. Hiện nay thôn Giàng Bằng có gần 30 hectare chè san tuyết cổ thụ, có tuổi đời từ 200 năm tuổi trở lên. Những gốc chè to có kích thước hai người ôm. Trải qua hàng trăm năm tuổi, cây chè san tuyết đã bám trụ trên đỉnh Giàng Bằng. Tuy nhiên, việc phát triển các diện tích chè chủ yếu theo tập quán canh tác cũ, năng suất thấp. Vận động đồng bào nhân dân, thứ nhất là có thể là chăm sóc những cây chè mà to nhất và cây chè già cổ thụ đấy. Và thứ hai nữa là có thể là sẽ chăm sóc thật tốt. Thứ ba là sẽ trồng tiếp những cái diện tích hiện có và trong cái khu vực đó là một cái khu vực chè rất là ngon, mà chè cũng gọi là san tuyết cũng tương đương với lại suối Giàng. Chúng tôi cũng sẽ bảo tồn và phát huy những cái giá trị của cây chè để lâu dài phục vụ cho nhân dân. Cùng với cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, Giàng Bằng còn được thiên nhiên ưu ái với khí hậu ôn hòa mát mẻ, thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn phát triển rừng.